hồng trung ấn tấm bồ duyên phước, pháp thí giống lầm ráng thêm chân. Lớn
làng khói bạc ngút màu bay
sen bái màu. Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương, con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phụ đức thập phương an lành. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏ, nhớ mẹ hiền lấy nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phố điểm nhiệm màu chứng nghi minh. Chốn cần miền cung ngân đi đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn, thương tặng mẹ phủ càng khôn chiến khai quân đạo pháp mơ môn hành. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thầm thầm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chẳng lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, em mây lạnh hiện rõ huyền di. Con nguyện kiếp ba kiếp tu trì đương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an non nước, điển mẫu từ ban phước chung sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tâm chánh ni giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây điện thiên, mẹ chân nhật nái kinh đàn. Quá tươi thắm kính đi dân từ mẫu, gió hương lạnh nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa. Lời gian cầu
bền vững tâm tu. Sơn khê đạo bước nhau du vào nơi thiền thánh rừng du tu thiền. Giờ thì tôn kiện thiền vọng bay điện màu
mẹ Phật Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám phương bao dòng càng khôn. Điện Thiên mẹ bảo toàn dinh
nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua Phục sự hoa xanh dời đôi nhau.
thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu lõi kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cùng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, đến quyền linh ni sao trước mẹ ban. Dân ngàn quốc thời thanh ni nhàn, để dưỡng cung cần y mẫu hoàng. Cùng do nơi mẫu chuyển phạt hành, vậy ai nào biết đến ni dân quyền linh ni quan điện mẹ dành đó đây. Có cùng quả cây quả rau cải trái cây, nào là chua ngọt đi đắng cay, lúa ăn thuốc muôn rừng cây ai tên. Hàm ớt hẻ gần lại có dâm chanh dầu tương ơn, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm y tọt quyết vàng. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao
nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Giật ăn muôn mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quán tạo ra, cần đài mạo áo phù quá ba tiền vật dùng hiện ra ngày. Mẹ chẳng vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ còn nghi hoàng tạo quá, gió biến thầm sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tô xanh, kẻ thế đâu rõ tình thân màu. Dầu hoàng tiên khó nổi sắc nên trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngủ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thăm, địa châu thấm giọt mưa lạnh phì nhiêu. Chính tôi nước thâu nhiều mặt quyết, bao tình vì xương tiết nghi giá đài mây hương tổ phụ dân, gặp luồng quang điểm biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lắm phần dân chuyển gió đông, mẹ truyền quán gió hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió
hoàng khai. Nhóm nhàn chẳng hoàng đắng cay, điểm quy quang huyền diệu đêm ngày dường sao. Chốn dương trần con lành tỏ hương, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh màu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm đi mắt nghĩ đâu. Điện quang điêu mẹ rút đau, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trong y rộng thám mưa sầu nắng tay. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chứ Bồ Tát tàn lẫn biết tin. Từ vua chúa đến quân nhi binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh điều tàn. Phương hương dần tiêu tan tất cả, như muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đặt chịu cảnh đi hoành yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang tâm thầm khảo sát chân kinh thọ trì giác nói chúng sinh hiểu rằng từ tôn chiêu điển lành ban phương sắc lệnh phê phi tài huyền diệu cao minh. Mẫu từ giáng phúc ngọc minh kỳ truyền, nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt chân. Mẫu cho phản bọn hoàng uyên, chân thần đúng y hoạt sức liền chẳng sai.
tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm. Cánh tu tâm hưởng cảnh hưởng đài, khai tâm dung chuyển đạo ngay. Lý chơn thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cảnh quan tưởng sâu xa kinh màu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lịch mẹ chớ bì, quần thần nghề dân nghi võ chẳng nghi lời vàng. Đại từ hoàng cao cả, ân đức dài dâm ngã đằng sau. Tao nhân mạnh khách anh hào, nông thương công sở nở nào lạc ngơ. Không đàn đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trưởng thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ giác lâm tuổi thọ chín ngàn sáu. Thời gian sức thế khổ tâm mi nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhang phút giờ chia tay. Hư không ngờ sống trùng dương, nào ai để dạ dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền tranh, lòng ước mong quyết mạch trùng phòng sớm về. Dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên, chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời.
hành ghi lại trên kinh để truyền linh ni tử gần xa. Mẫu chứ.
Sơn Kinh do Hội Miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tâm đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, với lời ý thô thiện không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam mô